Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi phối hợp với các lực lượng chức năng định giá thì đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành tiêu hủy hơn 450 kg thịt lợn và xương tủy dê đã bốc mùi hôi thối sắp tuồn ra thị trường. Trước đó, vào rạng sáng ngày 20 tháng 1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ehleu, huyện Ehleu, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã dừng kiểm tra chiếc xe khách của nhà xe Vương Chi lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk. Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Kế Cường, 32 tuổi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới khoang chứa hành lý có 14 thùng xốp, bên trong đựng 332 kg thịt lợn và hơn 120 kg xương tủy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối. Tài xế Cường khai nhận số hàng trên là của anh Nguyễn Chí Hữu, 35 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đi cùng xe. Làm việc với lực lượng chức năng, anh Hữu không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số thịt và xương trên. Bước đầu Hữu khai nhận đã thu mua số hàng này từ tỉnh Ninh Bình rồi thuê xe vận chuyển vào thành phố Buôn Ma Thuột bán lại cho một số nhà hàng, quán ăn để kiếm lời. Đến sáng ngày 21 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Chí Hữu 25 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm hôi thối trên.